quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ án giết người. Điểm chung nhất của các vụ án này là sự tàn độc của kẻ giết người và động cơ gây án đều liên quan đến yếu tố mâu thuẫn xã hội hay là kinh tế. Kẻ gây án và nạn nhân đều quen biết nhau và thậm chí là có mối quan hệ tình cảm. Câu hỏi được đặt ra đó là tại sao những người hàng ngày vốn sống rất bình thường, chưa từng có tiền án tiền sự lại có thể ra tay sát hại, giết người? Cần phải có những biện pháp gì để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an về vấn đề này. Cuối tháng 9 vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ việc nữ giúp việc Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, quê Bắc Giang, bắt cóc và giết bé gái ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Sau đó, ngày 13 tháng 10, nhiều người cảm thấy sợ hãi trước thông tin một cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng, Hà Nội. Đối tượng gây ra vụ án man rợ này là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Bước đầu Khanh khai nhận là bạn trai của nạn nhân. Do cô gái nợ Khanh 50 triệu không trả nên Khanh đã sát hại nạn nhân. Khi bị công an vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự sát nhưng không thành. Dư luận chưa hết bàng hoàng thì ngay sau đó ít ngày, dư luận lại rúng động trước vụ án Nguyễn Văn Hiệp, trú tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xuống tay tàn độc cướp đi mạng sống của cô gái trẻ ở thành phố Bắc Ninh rồi nhảy cầu tự sát. Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí có thể cho biết là cái diễn biến của tình hình tội phạm giết người trong thời gian vừa qua như thế nào ạ? Tình hình về tội phạm giết người trong thời gian vừa qua, nhất là từ đầu năm 2023 đến nay, thì có cái xu hướng gia tăng và tình hình cũng phức tạp. Đặc biệt là trong thời gian gần đây xảy ra một số vụ án giết người, giết nhiều người, và đặc biệt là các vụ án giết người man rợ như phân xác, phi tang, đốt xác. Thì có một số vụ đã gây ảnh hưởng lớn đến những dư luận của chúng nhân dân, gây cái tâm lý bất an trong cuộc sống. Vâng, thưa đồng chí, vậy thì đồng chí có thể cho biết là những cái nguyên nhân vì sao khiến cho tình hình tội phạm trong thời gian vừa qua có xu hướng gia tăng, đặc biệt là những cái vụ án giết người có tính chất man rợ? Về nguyên nhân của tội phạm giết người thì cũng nhiều nguyên nhân. Thì trong đó, cái nguyên nhân mà chiếm nhiều số vụ giết người thì đó là nguyên nhân các liên quan đến mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt cuộc sống nhân dân, như là mâu thuẫn trong tham gia giao thông, uống rượu bia, tham gia giải trí. Và các cái mâu thuẫn này cũng chiếm tỷ lệ lớn trong cái tội phạm giết người. Tiếp theo nữa là mâu thuẫn tích tụ lâu dài trong cái cuộc sống hàng ngày của đời sống nhân dân, như là tranh chấp đất đai, nợ nần, và tiếp theo là cái mâu thuẫn trong cái sinh hoạt vợ chồng, sinh hoạt lứa đôi. Mâu thuẫn tiếp theo là về cái nguyên nhân nữa là nguyên nhân về tình trạng người bị tâm thần nó đã cũng chiếm một tỷ lệ nhỏ nhỏ trong cái tội phạm giết người. Phần lớn là giết người do cái bột phát trong sinh hoạt cuộc sống chiếm tỷ lệ rất là cao. Còn nếu mà giết người mà do các cái nguyên nhân có kế hoạch, do băng nhóm xã hội gây ra thì chiếm tỷ lệ rất là nhỏ trong cái số vụ giết người. Giết người mà do cái băng nhóm, giết người cướp tài sản thì chiếm dưới 10%. Còn trên 90% là giết người do nguyên nhân xã hội như tôi đã nói. Đồng chí có thể cho biết là cái đặc điểm chung của cái nhóm tội phạm giết người là gì ạ? Về tội phạm giết người thì về nhóm đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội giết người là chiếm chủ yếu vẫn là nam giới, chiếm tới 97%. Số đối tượng giết người mà có trình độ học vấn thấp cũng chiếm tới 74%. Về tội phạm mà lứa tuổi trong liên quan đến hành vi tội phạm giết người thì chiếm tỷ lệ cao là lứa tuổi từ 18 cho đến 40. Về cái hung khí gây án giết người thì rất là đa dạng, nhưng mà phần lớn là các cái hung khí, vũ khí mà liên quan đến cuộc sống hàng ngày mà dễ dàng trong cái việc mua hoặc sử dụng, là hung khí ngay có ngay trong cuộc sống, ví dụ như là dao, kiếm, mã tấu, gậy. Đấy, còn hung khí tiếp theo chiếm tỷ lệ nhỏ đó là liên quan đến vũ khí súng, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ khác. Vâng, rõ ràng qua những chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy rằng là đa số các vụ án giết người thường xảy ra do tính chất bộc phát. Vậy thì đây có phải là một trong những cái yếu tố khiến cho cái công tác phòng ngừa đối với tội phạm giết người trở nên khó khăn không ạ? Đúng vậy. Cái hạn chế trong cái việc phòng ngừa tội phạm giết người này thì nó xuất phát từ nhiều cái nguyên nhân. Từ cái nguyên nhân khó khăn trong cái cuộc sống kinh tế, kinh tế phát triển kinh tế xã hội, tình trạng thiếu việc làm. Đấy, một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là thanh niên không có việc làm, đấy dẫn đến nảy sinh cái nhiều cái vấn đề phát sinh trong cái làm gia tăng, làm cái phát sinh cho cái tội phạm, trong đó có tội phạm giết người. Đấy, về phòng ngừa, tại sao lại rất khó trong cái phòng ngừa? Đấy thì cái hạn chế trong cái việc mà nắm bắt cái mâu thuẫn gốc rễ trong cái sinh hoạt đời sống nhân dân đã chưa chủ động được. Nhất là các cái tổ chức xã hội, chính quyền chưa chủ động được trong cái việc nắm bắt chắc cái mâu thuẫn trong cái nội bộ của chúng nhân dân để có các cái biện pháp hòa giải, chủ động trong cái việc phòng ngừa, ngăn chặn với tội phạm giết người. Vâng, thưa đồng chí, vậy thì trong thời gian tới thì Bộ Công an sẽ có những cái giải pháp gì để có thể phòng ngừa đối với tội phạm giết người? Cái giải pháp về ngăn ngừa, nhất là phòng ngừa cái tội phạm giết người này thì có rất nhiều cái giải pháp. Thì trong đó quan trọng cái giải pháp về phòng ngừa xã hội, trong đó có chung tay của các cấp các ngành, của hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội tham gia cùng với lực lượng công an trong cái công tác, thứ nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người dân, thứ hai là cái công tác vận động quần chúng tham gia, của nhân dân tham gia cái tố giác tội phạm, nữa là các cái tổ liên quan đến hòa giải ở cộng đồng dân cư, đặc biệt là chủ động trong việc phát hiện các cái mâu thuẫn mà phát sinh trong cái cuộc sống hàng ngày của nhân dân để có cái biện pháp hòa giải để ngăn chặn cái phát sinh cái loại tội phạm nói chung và nhất là tội phạm giết người. Về giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ thì Bộ Công an cũng đã tập trung chỉ đạo các cái đơn vị chức năng, công an các địa phương tập trung đấu tranh các loại tội phạm, nhất là cao điểm đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội, và trong đó có tội phạm về giết người. Nữa là làm cái công tác tốt, công tác phòng ngừa nghiệp vụ đối với tội phạm giết người, trong đó có quản lý các cái đối tượng có dấu hiệu, có biểu hiện có thể liên quan đến tội phạm, và đặc biệt là tội phạm giết người. Cụ thể đối với Cục Cảnh sát Hình sự thì chúng ta sẽ có những cái chỉ đạo hay có những cái hoạt động cụ thể như thế nào ạ? Đối với lực lượng cảnh sát hình sự thì có kế hoạch cụ thể, ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự công an địa phương triển khai kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn về tội phạm giết người, nhất là cái phòng ngừa nghiệp vụ đối tượng giết người. Vai trò của lực lượng công an xã, đặc biệt là công an cơ sở, là công an xã rất là quan trọng. Bởi vì công an xã quan trọng trong cái việc công tác nắm tình hình về nhân khẩu, hộ khẩu, đối tượng trong cái địa bàn để có các cái biện pháp phòng ngừa để quản lý từ các gia đình, hộ gia đình liên quan đến cuộc sống, có thể chủ động trong cái việc phát hiện các cái mâu thuẫn trong cuộc sống, và nữa là cũng quản lý các cái đối tượng có nguy cơ hoạt động phạm tội để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Tôi cho rằng cái phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc như hiện nay có rất nhiều cái mô hình tốt để có cái phát hiện và chủ động trong cái công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, và nhất là cái phong trào này cũng đã góp phần lớn trong cái việc mà làm giảm cái tội phạm xảy ra. Thì tôi nghĩ là các cái phong trào giống như là toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở dân cư, phong trào như là các cái hộ gia đình liên gia trong cái phong trào về tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, khu phố văn hóa, thôn xã văn hóa, rất nhiều cái phong trào thì tôi cho rằng là cần phải có cái phát huy được cái vai trò của chính quyền cơ sở và công an cấp xã trong cái việc mà chủ động giải quyết cái mâu thuẫn nội bộ của chúng nhân dân, và nhất là quản lý các cái hộ gia đình đối tượng để làm tốt công tác phòng ngừa. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay.